Lâm Vĩ Dạ, tôi suy sụp vì bị chẩn đoán ung thư tuyến giáp. Bên cạnh sự thăng trầm, đời tư của Lâm Vĩ Dạ cũng gặp không ít biến cố. Một trong những sự kiện gây ám ảnh trong đời sống của nữ diễn viên chính là việc cô bị chẩn đoán nhầm bệnh. Chia sẻ cho một chương trình, bà xã Hứa Minh Đạt tiết lộ cô từng lâm cảnh đứng ngồi không yên sau khi khám bệnh. Bác sĩ cho biết nữ diễn viên bị ung thư tuyến giáp giai đoạn 4. Đón nhận tin dữ đột ngột, Lâm Vĩ Dạ không khỏi bàng hoàng. Cô tâm sự, năm 2021, tôi bị bệnh viện chẩn đoán nhầm là bị ung thư tuyến giáp giai đoạn 4, lúc đó tôi khá suy sụp. Mặc dù biết bệnh này không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng tôi vẫn rất lo lắng. Nữ diễn viên cho biết bản thân như rơi vào đường cùng, tâm lý bị ảnh hưởng lớn, cô bộc bạch. Thời điểm đó tôi mất niềm tin, gần như bế tắc, tôi chỉ biết cầu nguyện, xin cho qua kiếp nạn này. Các sư thầy biết hoàn cảnh của tôi nên cũng đọc kinh cho tôi liên tục trong vòng một tháng. Tuy nhiên MC Tâm Đầu Ý Hợp một phen thử phào khi tái khám, cô cho biết mình bị chẩn đoán nhầm, không hề bị ung thư. May mắn thay, một tháng sau tôi khám lại thì bác sĩ khẳng định tôi không hề mắc bệnh ung thư, Lâm Vĩ Dạ trải lòng. Sau bao nhiêu thăng trầm, nữ diễn viên cho biết bản thân nhận ra nhiều giá trị tích cực trong cuộc sống, từ đó cô bắt đầu tu tập và một lòng hướng thiện. Lâm Vĩ Dạ tiết lộ cô đã có duyên làm con của Phật năm 2020, sau đó nữ diễn viên cũng cho hai con trai quy y từ sớm. Tôi luôn hướng các con có đức tin mỗi khi bị tắc trong cuộc sống, cô nói. Từng chia sẻ cho một tech show của Lý Nhã Kỳ, Lâm Vĩ Dạ cũng tiết lộ về tâm nguyện khi về già, cô chia sẻ. Tôi đi làm lúc nào cũng nghĩ để có tiền nuôi con, chứ không tìm ảnh hào quang sư nổi tiếng. Tôi ấp ủ mở một quán cơm chay, hoặc sang hơn là một nhà hàng chay và cả quán chay không đồng. Đến năm 40 tuổi, tôi sẽ buông bỏ mọi thứ để đi tu, tu tại gia. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm nút đăng ký tại đây để xem thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.